chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Chung Trần Mô Tô, Chung Mô Tô 88, kênh chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, đặc biệt là xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, nhập khẩu hải quan chính ngạch nha mọi người, và sang tên toàn quốc. Và là kênh rất là quen thuộc trong suốt 8 năm nay, chuyên về làm bằng lái tất cả các hạng bằng lái nha mọi người, A1, A2, B, B2 ha. Đó, thì mọi người cần về những cái thông tin gì mua bán xe hoặc là về bằng lái làm nhanh. Đó, đặc biệt về bằng lái, Chung có một cái câu là mọi người rất là quen thuộc, đó là làm không ra bằng là trả tiền. Đó, tức là sẽ làm cho đến khi nào ra bằng được thì thôi ha mọi người. Rồi, mọi người cần trao đổi thêm thông tin gì cứ liên hệ với Chung qua số điện thoại 0932 111 288 hoặc là xem tại địa chỉ nhà là 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3 quận Bình Thạnh. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Kính chúc mọi người có một ngày làm việc thật là hăng say, thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hoan hỷ nha mọi người. Rồi, không để đánh mất nhiều thời gian của mọi người nữa, thì mình sẽ đi vào vấn đề chính. Đó là Chung sẽ giới thiệu về hai con xe mà hôm nay Chung muốn bán. Đó, chắc mọi người nhìn cũng đoán được xe gì rồi ha. Đó, cố tình quay cái đít xe để khoe cái biển số. Đó, Chung nói thẳng luôn, tại sao hôm nay lại quay cái đít xe. Đó, với mọi người không thấy đẹp, nhưng mà với Chung thấy là tình cờ mua được chiếc xe này rất là đẹp. Chung xin 1988, chiếc xe này là đuôi 88, 8 nút luôn ha. Đó, rồi ok, đây là con xe Harley Davidson 883. Dòng bên đây là dòng Ion nha. Đây, Chung giới thiệu bên đây trước. Đây là 883 Ion 2015. Cả hai con đều là nhập Mỹ nha mọi người. Xe nhập Mỹ chứ không phải là những cái xe đời cao này là bản Thái. Rất là hiếm xe nhập Mỹ. Nhưng mà tại sao Chung lại chọn lựa nó và nó có cái đặc biệt như thế nào? Xin mời mọi người xem qua. Đây, 2015 nhập Mỹ. Xe còn đầy đủ ha. Key led hai cái khóa cổ luôn. Và đặc biệt là con xe 2015 được đăng ký vào tháng 9 2016, nhập khẩu hải quan chính ngạch, biển số thành phố Hồ Chí Minh ha, 10188, vừa đẹp mà là xe lại chạy lướt. Ô đô đây. Xe lại chạy lướt nha. Đó, full ABS, xe chỉ mới chạy được 2000 mai thôi. 2015 bản nhập Mỹ chạy được 2000 mai, cực kỳ mới luôn. Vậy là nó rất là hiếm. Thí dụ mua một con xe đời cao mà chạy ít thì nó cũng là bình thường thôi. Nhưng con này là 2015. Đó, mọi người thấy không? Đó, 7-8 năm rồi nhưng mà không có chạy. Đó, để chăm sóc và nổ máy, lau chùi rửa này nọ kỹ lưỡng thôi. Đó, con xe mua từ hãng này, mọi người xem nha. Bản Mỹ ha, đây. Bản Mỹ, tem từ nhà sản xuất. Còn đây là, xin anh cho qua bên đây giúp em. Đây là cái tem của hãng. Đó. Đó, Central Sài Gòn Harley Davidson. Đó, ở Sài Gòn ha. Đó, cái tem của Harley Davidson tại Việt Nam còn dán ở đây. Mọi người xem qua chi tiết đi, con xe rất là mới. 2000 mai thì không có còn một cái gì để bình luận luôn á mọi người. Đó, thí dụ nó nằm một chỗ có những gì mà nó tàn phai do oxy hóa và không khí thì nó thuận theo tự nhiên thôi, còn mọi thứ đều là còn rất mới nha. Biển số lại rất đẹp nữa ha, biển số Sài Gòn. Không bị số nhảy lung tung, không bị số 4, số 5, số 7. Toàn là nhất với phát không à. 88 nữa. Bản Mỹ nha mọi người. Đây. Bản Mỹ. Xe rất mới luôn. Không còn gì bằng cãi. Và cả hai chiếc Harley Davidson này khi mua mọi người có thể test hãng thoải mái ha. Đó. Có nhu cầu thì cứ check hãng thoải mái, đưa xe tới hãng check thoải mái ha, ưng thì lấy. Rồi, con xe này giới thiệu qua luôn là đã được vào hết bộn tiền, cũng khá khá tiền đồ chơi ha, cũng mấy chục triệu tiền đồ chơi đó. Đây, capo xịn Vanen 2, capo Vanen 2 này cũng mấy chục rồi nha mọi người ha. Đó, hai mấy ba chục triệu. Rồi, lọc gió Rimming Eagle ha. Lọc gió Rimming Eagle. Tiếp là cái tay dắt tựa lưng sau nè.
đó, tựa lưng chính hãng của Harley-Davidson luôn nha, chứ không phải là hàng hàng đẽo, hàng gia công nha. Ừ, hàng chính hãng. Thêm vào đó là yên đôi, nguyên một bộ yên đôi này của hãng luôn nha, đó gắn đồ hãng nhiều lắm, yên đôi rồi đó, chụp lốp máy ha, chụp lốp máy Harley-Davidson nhìn rất là ngầu. Qua bên đây thì có gì, lên phía trước thì sẽ có đây bảo vệ chóa phải đèn pha ha, bảo vệ đèn pha đó, và kèm theo ở bên đây cũng có một cái chụp đó, cái chụp trang trí Harley-Davidson đó, tiền đồ chơi hết mấy chục triệu đấy. Thì con xe này, hiện con xe này mọi thứ rất là hoàn hảo, check hãng thoải mái, mọi chi tiết sơn đều còn rất mới và là sơn zin, xe hoạt động hoàn hảo, full ABS, biển số Sài Gòn, thuế rút nhập toàn quốc chỉ 1%. Thì chung bán con này chỉ với giá là 280 triệu ha, 280 triệu. Mọi người có thể xem trực tiếp tại nhà chung vui vẻ thiện chí thì sẽ có giá bất ngờ ha, chính xác sẽ có giá bất ngờ để cho mọi người cảm thấy vui khi mua xe. Rồi qua tiếp con xe này, con này là dòng Super Low ha, cũng là 883, thì con này cũng rất là mới. Đó, rất là mới, cũng là biển số Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rút nhập toàn quốc chỉ 1% và bao check hãng ha, check hãng thoải mái, ưng thì mua. Đây đi vào đây, còn đủ, cũng còn đủ hai keyless và hai chìa khóa cổ đó, chủ rất kỹ nên cái nào cũng còn đủ. Rồi tiếp theo là mình coi em nó đi được bao nhiêu. Em full ABS nha, full ABS đi được 7.000 mai, con kia 2.000 mai, con này 7.000 mai ha, đó là còn rất mới nha mọi người. Mọi chi tiết nào mọi người xem ha, ốc phuộc gì không có mở gì hết ha, phuộc cụm phuộc rồi mọi thứ là còn rất mới, ốc máy cũng vậy, nguyên zin, đã bao check hãng thì mọi người hiểu rồi đó. Mọi con xe ha, nó còn rất là mới, rất là mới ken luôn, đi vô từng chi tiết rất là mới. Rồi chung nói vào cái đồ chơi luôn nè. Đó, tại vì một con xe nó mới như vậy thì mình cũng không có gì để nói nhiều, giới thiệu qua cái đồ chơi cái thì là cái capo này, capo Cupra ha, đó thì cũng mua hai mấy 30 triệu gì đó theo lời của anh chủ trước, chủ xe đó. Với lại thay cái ghi đông đồ chơi này nó rộng hơn cho mình dễ lái, dễ điều khiển đó. Xe thì hoàn toàn là bao check hãng xong, chung xe ngồi lên thử mọi người xem. Những con xe này là dòng nhỏ hoặc Harley-Davidson, nó rất là dễ chạy, tiện lợi ha, dễ điều khiển, dễ chăm sóc đó, mọi người thấy ok không, được đúng không, để em sóc mọi người. Chỉ coi những cái, đưa những cái gì hiện thực cho mọi người xem. Thì con xe Super Low này chung bán đầy đủ hết đồ chơi luôn nha mọi người là 258 triệu, 258 triệu thì cũng như con kia thôi, cứ đến xem thiện chí tại nhà vui vẻ thì sẽ có giá bất ngờ ha. Đó, chúng sẽ bán rất là nhiệt tình cho mọi người đó, chứ nhiều khi trả giá qua qua điện thoại xong rồi mình cho leo cây bị hoài cũng không có đi vào thẳng vấn đề được. Cho một con xe rất mới và rất là dễ chơi. Rồi chung chung nói sơ về cái trống của hạt lay trước nè đó, mọi người thấy gì về những cái trống này á, khi khi mà mọi người đi tới nơi nha. Rồi khi đá trống tưởng chừng gì hết rồi, giống như những cái dòng xe khác là không được, giống như tưởng chừng như mấy dòng xe khác là không được, để xuống nó sụp một phát đó, đỡ đâu có kịp, ai yếu yếu là đỡ không kịp. Cái này là do là chung đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên mình đỡ. Còn nhiều cái ví dụ mình đang ngó mắt đằng trước hay là chuẩn bị bước xuống xe thì này nó nghiêng qua đây sao đỡ kịp. Thật sự là khi mình đá trống dày chưa hết đâu nha, đẩy nó lên, đẩy nó lên rồi mình để cái chân mình nè dằn nó
Đó. Giữ nó lại ha. Rất là thăng bằng. Mình nghiêng cái xe xuống. Nó là nó đã chắc cú rồi nha mọi người. Nó có điểm tựa ở dưới, nó có cái phe. Khi mà nó nghiêng xuống thì cái phe nó sẽ cài vô. Đó, nó chắc cú rồi thì như vậy. Rồi tiếp theo nữa, khi cái con xe mình để như vậy thì đôi khi mình có thể đừng có chủ quan mà nhích về xe ha. Mình vừa nhích lùi một cái hay nhích tới, mình chỉ cần nhích tới một cái này nó sẽ bật lên liền, là cái xe nó ngã. Đó thì mình có thể dặn những cái người giữ xe hoặc những người nào đó đừng có nhích nhích cái xe ha, tại vì nhích lên cái là nó bật nó ngã liền. Cái trống của hạt lây xanh nó khó chịu cho đó. Đó. Nè. Chung nổ máy con này cho mọi người nghe thử cái bô cấp ra nó như thế nào ha. Rồi bô cấp ra. OK, đó là bô cấp ra mọi người ha. Rồi bô cấp ra và đi với cái cổ zin. Đây, thì cái này khi bán là chung sẽ giao đủ ha, bô zin còn đầy đủ. Nó đây, nó đây mọi người, đây, đó. Thì mọi người cứ sạc hình trên mạng ha, cái hình. Bô zin á, hai cái lon bô zin mới tinh à. Mới tinh, nước xi còn rất là mới, nước xi y chang vậy luôn. Đó, đây là bô zin của con này nha mọi người. Đây, chung để hả? bô zin của con này ha. Rồi chung qua ai anh nè. Này thì cái trống nó cũng vậy ha mọi người. Đó, trống hạt lây cho nó vậy. Đó, mọi người thấy sao? Có thể là dòng Ion thì một số người là cũng thích hạt lây Davidson, giữa hai dòng 83 chọn lựa thì cái này lớn tuổi hay gì nó cũng trẻ tuổi đi cũng được, nhưng mà thường một số người trẻ tuổi á thì sẽ chọn dòng này ha. Một số người trẻ tuổi thì sẽ chọn này, đứng tuổi hơn tí xíu thì mình sẽ chọn dòng Super Low đó ha. Này tự nhiên nhìn nó ngầu, nó quậu quọ hơn, bình xăng nó như 48 48 ha. Nó dáng nó nhìn nó bặm trợn hơn, quậy hơn tí xíu. OK đó. Rồi mình sẽ nghe thử cặp bô van hai, nhận biết thử ha. Vô cái này thì bô van hai nó nghe hơi chát hơn tí xíu nha mọi người. Nó nghe tiếng giống như xà lan hơn á, đó. Đó, tàu bè hơn là so với Cupra. Thì cái này nó đi là bộ cổ khác luôn, chứ không phải cổ zin. Đá trống nhớ giữ cái chân lại cẩn thận nha mọi người, ngã chiếc xe tội nghiệp, nó tội nghiệp cái xe đó mọi người. Nhận thấy không, tiếng này nó bành 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 bành, nó hơi chát tí xíu, kia nó hơi có cái chữ ô tí xíu, nó tròn hơn, nó ấm hơn tí xíu à. Theo chung nhận biết thì thấy là như vậy. Rồi cái này là bán chung cũng với cái giá 280, cũng là đưa tặng full đồ ha, không có tháo một món nào ra hết, không có bán riêng, không có gì hết, tháo ra và full bộ cổ đây, full nguyên cái bộ cổ của bộ jean của Ion nè. Đó là còn y chang, đó còn y chang ha. Đó thì cái bộ jean của thằng Cupra nãy bên đó, của thằng Superlo bên đó cũng y chang vậy đó. Đồ jean là còn đủ, chúng sẽ giao hết cho mọi người rồi. Đây OK, con xe nó quá mới mọi người, không có còn gì để nói thêm. Những cái bài review về những cái chiếc xe này thật sự là nó là quá cũ rồi ha. Chung chỉ muốn giới thiệu về con xe mình muốn bán thôi, nên đi nhanh gọn lẹ, không để mọi người nhàm chán, và đi thẳng vấn đề luôn, giá chung muốn bán bao nhiêu,
mọi người muốn muốn xem muốn gì cứ liên hệ và đến trực tiếp nhà Trung ha. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi mà mọi người xem những cái clip này cảm thấy mình muốn mua xe hay là mình chưa có muốn, mình cảm thấy Trung nói rất là thiết thật thì những dòng xe, xin mọi người hãy đừng quên đăng ký kênh Trung và like share để những cái chiếc xe sau nữa, biết đâu chiếc xe sau nó sẽ hợp nhãn hơn ha, mọi người sẽ theo bắt kịp và sẽ mua được giá tốt nhất để phục vụ cái đam mê chơi xe của mình. Chơi đi mọi người ha, cứ mê cứ chơi, đủ khả năng thì chơi, chưa đủ khả năng thì tiếp tục nuôi đam mê, chừng nào đủ thì chơi. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian theo dõi cái clip của Trung, không có hay hay gì hết, chẳng qua là giới thiệu về sản phẩm của mình thôi, và mong được mọi người mua được một chiếc xe thật là tốt, hoặc là làm được một cái bằng lái ở một cái nơi đáng tin cậy ha, và chất lượng. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin hẹn gặp lại.